Dạ em xin chào các chị ha. Dạ hôm nay thì em lên cái clip Hàng Châu, em vẫn bán với giá là 50.000 các chị ha. 50.000 một khúc vải chất liệu lụa Hàng Châu. À, các chị nhà mình lấy từ 5 khúc. Dạ 5 khúc em bao ship các chị ha, chất liệu lụa Hàng Châu 50.000. Ngày hôm qua các chị nhà mình chưa ai chốt được thì các chị nhà mình xem lại cái mã số. Các chị ha, các chị nhà mình lấy trễ quá thì những cái mẫu mà đẹp đó thì các chị khác đã chốt trước hay đã chốt trước rồi các chị. Thì các chị nhà mình cũng thông cảm ha. Ai chốt trước thì em ai đặt trước thì em chốt trước thôi. Dạ các chị nhà mình xem lại giúp em cái clip ngày hôm nay, cập nhật clip mới nhất nha các chị nha. Dạ clip mới nhất thì nó cũng là bao gồm những cái mẫu này thôi các chị. Em bán với giá là 50.000 một khúc vải dài 2m khổ 1m rưỡi chất liệu lụa Hàng Châu. Các chị nhà mình lấy từ 5 khúc là em bao ship các chị nha, mã số 1. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Chất vải cũng đẹp nữa các chị, mẫu số 2. Mẫu số 2. Mẫu số 3. Rất là rẻ luôn rồi các chị nha. Mẫu số 3. Mã số 4. Mã số 4. Mã số 5. Mã số 6. Mã số 6. Bán 50.000 là chốt nhanh lắm luôn á các chị, mau hết lắm. Cho nên mình phải đăng ký video ha. Mình đăng ký video, khi em đăng ký đăng video lên á thì mình sẽ nhận được, mình thông báo là mình sẽ coi sớm được các chị ha. Dạ mã số 7 đi các chị, mã số 7. Mã số 8. Mã số 8. Mã số 9. Mẫu số 10. Mẫu số 10. Mẫu số 11. Mẫu số 12. Mẫu số 13. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 15. Mẫu số 16. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 18. Mẫu số 19. Mẫu số 20. Mẫu số 21. Mẫu số 22. Mẫu số 23. Mẫu số 24. Mẫu số 25, mẫu này có rồi được các chị ha, mẫu số 25. Mẫu số 26. Mẫu số 27. Mẫu số 27, màu này rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương luôn các chị, mã số 27. Mã số 28. Mã số 29. Mã số 29. Mẫu số 30. Mẫu số 30. Mẫu số 31. Mẫu số 31. Mẫu số 32. Mẫu số 33. Mẫu số 34.
Mẫu số 35. Mẫu số 35. Mẫu số 36. Mã số 36 màu nâu các chị ha. Mẫu số 36. Mẫu số 37. Mã số 38. Mã số 39. Mã số 40. 40 mẫu này có rồi nè các chị, mã số 40. Mã số 41. Mẫu này rất là đẹp các chị ha, các chị nhà mình lên đầm rất là đẹp luôn, mã số 41. Mẫu số 42. Mẫu số 42. Mẫu số 43. Mẫu số 44. Mẫu số 44. Mẫu số 45. Mẫu số 46. Mẫu số 47. Mã số 48. Mã số 48. Mã số 49. Mã số 49. Mã số 50. Mã số 50. Mã số 51. Mã số 51 đây các chị. Mẫu số 51. Và tiếp theo là đây là mẫu cuối cùng nữa các chị ha. Đây là mẫu cuối cùng, mã số 52. Mã số 52 em lên móc luôn. Dạ thì vừa rồi em giới thiệu đến các chị nhà mình 52 mẫu lụa Hàng Châu các chị ha. Thì cái dòng này em bán với giá là 50.000, clip này em bán với giá là 50.000. Các chị nhà mình lấy từ 5 khúc em bao ship các chị ha. Giá rất là rẻ luôn, chất liệu vải là xuất sắc luôn các chị, rất là đẹp luôn các chị ha. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video, hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.